đã đầu tư ra đến thời điểm đó là 6 tỷ 3. Nhưng mà sao không cứ quay tiếp, tại vì lúc đó cứ Bởi vì cái thì rút dự án cho nên nó có nguy cơ bị đóng lại. Cho nên là mình đã đầu tư ra một số một cái dự án, một cái số tiền ví dụ thời điểm lúc đó là 30 tỷ đi, và mình đã đi 6 tỷ rưỡi xuống rồi, xuống bàn rồi, nhưng mà tới cuối cùng là game nó không được tiếp tục, mình mất số đó đúng không? Nếu mình dừng lại nhưng mà mình không dừng lại thì số đó có nghĩa là có nguy cơ thôi chứ đâu phải là có thật. Đúng, đó là có nguy cơ chứ Nhưng mà không các phải là nhà nó. sản nhưng mà các nhà sản xuất thì đã rút thật. Đúng, có Nhà đầu nhà tư có nhà đầu đầu tư tư và nhà đầu nhà tư đầu luôn. tư. Nhưng mà là cái con số 6,3 tỷ đấy là anh mua thiết bị hay là Ôi này, ở cái đó là hả, mua thiết bị, mua xe, mua những vật dụng của bối cảnh, đạo cụ, tái hiện những cảnh rừng cây, thì phải xây dựng những cái cây giả để mà build một cái set lên. Thì tất cả những công tác đó cũng như là một số tiền về chuẩn bị cho mặt CGI, bởi vì CGI á, là nếu mình bắt đầu trễ thì mình sẽ có kết quả muộn, cho nên mình buộc phải đi trước đón đầu. Mà muốn đi trước đón đầu thì mình phải bỏ một số tiền ra để mình dành ở đó cho team chạy, đúng không? Anh rất là hy vọng và sung sướng được gặp cái bộ ba của Thanh Sơn, Lý Hải, Trấn Thành, và anh hy vọng rằng là không những là bộ ba mà còn bộ tứ, bộ năm, bộ sáu, bộ bảy nữa. Bị áp lực từ anh Lý Hải và anh Trấn Thành. Có hai vế trong câu hỏi này đúng không? Tức là so sánh là điện ảnh Việt là Của hai đạo diễn của hai đạo diễn đó, thì mình xin nói nhẹ lại một chút xíu rằng là phòng vé rạp chiếu phim đang thuộc về hai cái tên Lý Hải và Trấn Thành, nhưng mà điện ảnh thì nó rộng hơn, có những cái tác phẩm không điện ảnh mà nó không hề chiếm một bất kỳ một cái số lượng khả quan nào phòng vé, ví dụ như là Sông Lan hoặc là còn đây là gì của trận như vậy gì đó, Muôn Việc Nhân Gian. Mà Muôn Việc Nhân Gian vậy thì nó cũng là điện ảnh, nó là một thứ điện ảnh cao cấp đâu. Mình không dùng, mình không so sánh, nó là một cái dòng khác của điện ảnh đó, chứ không phải là chỉ có những cái chiến thắng phòng vé. Tuy nhiên những cái con số ở phòng vé do hai cái tên tuổi Lý Thành, Lý Hải và Trấn Thành đặt ra thì nó luôn luôn là một cái áp lực cho bất kỳ ai muốn chinh phục cái con đường, cái đường đua phòng vé này. Thì mình cũng là một người rất là là hiếu chiến trên đường đua này, mình phải thừa nhận cái chuyện đó, mình cũng bị cuốn hút bởi cái con số, bởi vì cái sự đồng lòng và hưởng ứng của khán giả đó là cái món quà lớn nhất, mà cái thước đo nó là doanh thu. Thì áp lực đó nó buộc chúng tôi phải kỹ hơn, phải lắng nghe khán giả nhiều hơn, chúng tôi phải tạo ra nhiều cái công cụ và cơ hội để có thể trao đổi với khán giả, tương tác với khán giả somehow, để mà mình có thể khe cho cái đứa con móng vuốt của mình được nhiều sự ủng hộ. Thì cái áp lực đó nó đã làm cho chúng tôi không những chỉ có một lần, hai lần, mà thậm chí ba lần và bốn lần survey, và mỗi một lần như vậy là chúng tôi đều phải học lại cái sai của mình, có một cái cơ hội để mình nhìn tới giờ này mình vẫn chưa thấy được cái này ha. Thì cái bài học về tất cả những cái điểm chỉ của khán giả vào cái giờ phút cuối này, có thể nói là nó tồn tại được một chút xíu niềm tin rằng là phòng vé hay chờ. Anh có bị hấp dẫn bởi cái danh, bởi cái tên gọi là đạo diễn nghìn tỷ hay không, và anh có lấy đó là mục tiêu của mình không? Ui, đó cũng thật là khổ lắm. Lần đầu tiên mình nghe tới là đạo diễn trọng tỷ là cũng thấy hơi ngại rồi đó. Nhưng mà không sao, nếu như mà đó là cái label của mình đặt cho mình thì đó là cái góc nhìn của các bạn thôi, còn từ phía mình thì mình có góc nhìn riêng về bản thân, mình không ngại bị label, hoặc là thậm chí mình có thể hòa hiệp. Dạ vậy thì anh có hy vọng là có thêm một Lê Thanh Sơn là cùng với anh Lý Hải Trấn Thành trong cái phòng vé thì không? Ý là dạ. Có thể đặt lại câu hỏi để anh có thể dọn được cái từ đi vào câu đó được, câu trả lời tốt không? Ý là hồi nãy em có hỏi là
anh rất là hy vọng và sung sướng được vào cái bộ ba của Thanh Sơn, Lý Hải, Trấn Thành, và anh hy vọng rằng là không những là bộ ba mà cùng bộ tứ, bộ năm, bộ sáu, bộ bảy nữa. À, bên cạnh là có những cái đạo diễn như là Võ Thanh Hòa, Quang Dũng, mình rất cần những cái tên để có thể tạo được một cái niềm tin cho khán giả rằng là phim Việt Nam ngày nay với những cái tên bảo chứng phòng vé, chúng tôi đến rạp chúng tôi sẽ không bị cảm thấy bị gọi là gì cảm xúc ta bị gọi là gì cảm xúc nào cũng được vui dập cảm xúc. Vậy thì điều gì từ bóng bút mà khiến cho khán giả phải ra rạp nè? Wow, điều gì từ muốn vuốt khiến cho khán giả phải ra rạp? Mình nghĩ là đầu tiên là cái teaser đó. Đầu tiên là cái teaser, tức là những cái hình ảnh mà chúng tôi đã hé lộ. Và mình nghĩ rằng là 45 giây mà mình đã chắc lọc để đưa vào trong cái teaser đó, nó là một cái quá trình mà tụi mình đã phải cân đo đong đếm không chỉ là 3 năm mà suốt những quá trình gần, để mà chắc lọc đưa ra những cái yếu tố, những cái hình ảnh mà mình biết rằng là cái độ soi của khán giả ngày nay rất là kinh khủng, kính lúp kính hiển vi luôn, cho nên từng frame hình, từng cái lông, từng cái ánh mắt của diễn viên và đặc biệt là nhân vật con gấu, chúng tôi đã phải không tự tin bao lâu để mà chờ đợi tới cái ngày mà có thể mà thả nó ra như ngày hôm nay. Ngoài rạp đang có hành tinh thủy á, nếu mà xét về kỹ xảo thì chắc anh Sơn mới biết là bây giờ hành tinh thủy nó ở một cái mức như thế nào rồi. Và mình con đấu với con thủy thì nó cũng gần gần đó. Thì rõ ràng hai cái bộ phim có hai cái thời điểm cũng tương đối gần nhau. Thì anh có sợ là người ta xem hành tinh thủy xong rồi người ta xem tới bốn phút người ta sẽ nói ồ cái kỹ xảo kiểu gì cũng của Việt Nam thôi, không có thể nào mà nó có cái độ chân thực, rồi người ta nói chung là so sánh và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cảm thụ của tác phẩm hay không? Sự so sánh giữa con gấu và những con hành tinh khỉ và cũng là không Godzilla là cần thiết, và chúng tôi đã nghĩ tới cái điều này từ 3 năm trước rằng là liệu dám đối đầu với lại những cái tác phẩm mà mang tính kỹ xảo cao hay không trước khi chúng tôi bắt đầu cái hành trình này. Thì sau một cái thời gian họp rất là dài với những chuyên gia mà hàng đầu của chúng tôi có trong tay, thì chúng tôi đã khẽ khàng chúng tôi dám. Thì ngày hôm nay nó là một cái câu trả lời, và chúng tôi rất mong muốn khán giả hãy so sánh khắt khe lên trong chuyện là giữa kỹ xảo của Việt Nam với lại Hollywood chúng ta có khoảng cách bao xa. Chúng tôi rất cần biết cái con số bao xa đó để chúng tôi khắc phục trong tương lai. Và cái thứ hai rằng là liệu cái tính xác thực và kỹ xảo đó có phải là yếu tố quan trọng nhất để mà có thể chạm tới trái tim của khán giả hay không? Thì cái điều này tôi rất tin rằng là muốn vuốt có thể nói rằng là dung mạo của em không đẹp nhưng em bảo đảm rằng là em có thể chạm được trước tới trái tim của khán giả sâu hơn. Bởi vì con quái vật muốn vuốt con mật nó là dành cho người Việt, nó được tạo ra từ cái nôi của người Việt và nó được phục vụ khán giả Việt của chúng ta. Cho nên chính vì điều đó mà tôi rất là cần sự so sánh để thấy được rằng là bé gấu của chúng ta còn non yếu so với lại cái bé kia như thế nào, và bé gấu của chúng ta có thể nói là trong sáng và thành thật như thế nào. Thì đó là điều chúng tôi đang rất là mong đợi. Cái hồi giờ là em chưa 18 nó có một cái doanh thu rất là tốt và nó có một cái cú nổ phòng vé rất là lớn ở thị trường điện ảnh Việt Nam đó, thì cái tên Lê Thanh Sơn thì người ta cũng bắt đầu ngắm nghía, và rõ ràng cái tác phẩm thứ hai của anh là Mỹ Rồng á thì người ta lại tiếp tục đánh giá rất là cao, và từ đó đến giờ thì phải nói là một cái thời gian quá lâu. Khi mình trở lại thì anh Sơn nghĩ như thế nào về cái sự áp lực trong cái việc mà người ta chờ đợi cái tác phẩm tiếp theo của anh, rằng là anh Sơn có bị lụt nghề hay không, rằng cái phim này nó có thuộc sở trường giống như là những bộ phim trước hay không, và nhất là bây giờ cái cuộc chơi nó cũng đã khác xưa nhiều rồi. Dạ, yeah, câu hỏi này nó hơi nhiều quế, nhớ hơi khó. Đầu tiên là gì ta? Em chưa 18. Cái áp lực trở lại sau thành công của em chưa 18 okay. Cũng như là cái để rộng. Áp lực trở lại của mình sau một cái tác phẩm không những là Bảy Rồng hay chương 18 hay là kể cả những cái tác phẩm nhỏ nhỏ như MV hay TVC, nó đều luôn luôn tạo cho mình một cái áp lực rất là căng thẳng, bởi vì mình luôn tự huyễn hoặc bản thân của mình là khi bước vào một tác phẩm nào đó thì nó phải là thứ đầu tiên, nó là một cái cảm giác cảm xúc rất là mạnh. Cho nên cái áp lực tự đặt mình xuống thành một cái fanboy để mình có thể đối đầu với lại một cái con quái vật lớn đó là mà đều Sơn luôn muốn sẵn sàng đối diện với nó, thì cái áp lực đó nó
luôn ở đó. Nhưng mà cái áp lực đó nó làm cho Sơn cảm thấy là không có chủ quan, ngày nào Sơn cũng phải thức dậy với cái điều mình đang làm, cụ thể là móng vuốt, và mình đi ngủ với móng. Và Sơn đã truyền cái năng lượng đó đến cho những người xung quanh, thì cái năng lượng đó đầu tiên nó cũng đem tới cho những người đồng nghiệp một cái áp lực rằng là mình có chui quá sâu vào bên trong cái này để mà mình được chủ quan quá hay không. Ok, và chúng tôi đã mất thời gian khá là lâu để mà nhìn ra mình đã sai lầm như thế nào, cho nên là cái số lượng phim mà tôi làm thì nó không có nhiều, tại mình đi sửa sai nó cũng mất thời gian đi sửa sai. Nhưng mà anh thấy cái dòng chảy điện ảnh hiện giờ đó, với cái khoảng cách mà cái khoảng thời gian anh nghỉ nó quá lâu như vậy đó, thì bây giờ khi mà anh trở lại anh có cái mức độ tự tin đó như thế nào? Tại vì phải làm phim liên tục rồi cập nhật cái gu thưởng thức của khán giả liên tục thì mình mới nắm bắt được cái gu, trong khi rõ ràng là mình biết móng vuốt là cái phim giải trí và mình cần doanh thu phòng vé hơn là muôn vị nhân gian kiểu của anh Trần Anh Hùng, hay là kiểu Đêm Tới Rực Rỡ, hoặc là cái kiểu như là Sông Lan đó. Là một mình rõ ràng cái tác phẩm này ra là để cho cái cuộc chơi phòng vé là chính. Ừ, vậy câu hỏi hoa là gì? Dạ. Thì đó, cái việc của mình cập nhật để mình biết là bây giờ khán giả thích cái gì và lâu quá mình không làm đó, thì mình có đáp được với cái vô thưởng thức hiện tại hay không, mình có tìm hiểu hay không, hay là khán giả bây giờ chỉ thích kiểu phim của Trấn Thành và kiểu phim Văn Lý Hải thôi. Ok, lựa angle vô nha. Có thể khán giả thấy được là sự xuất hiện của mình không có thường xuyên, nhưng mà mình vẫn ở đây, mình vẫn luôn làm nghề những cái tác phẩm nhỏ để mà mình vẫn luôn quan sát cái mặt chảy của thị trường để mà mình tìm cho mình một cái cơ hội và một cái trái tim đập và một cái tác phẩm để mình có thể hòa nhịp vào cái dòng chảy nó đang chảy rất là nhanh và sôi động hiện nay. Thì để quan sát tất cả những cái phim xảy ra cũng giống như là có thời gian để mình cập nhật và mình tìm ra được cái đề tài mà mình cảm thấy tự tin và hạnh phúc lên được cái đề tài đó, thì mất thời gian hơi lâu trong việc tìm đề tài, mà cuối cùng thì mỗi lần tìm xong thì gần như là không bao giờ tôi bỏ nó, bởi vì nó sẽ hỏi rằng là khi mà chạm được nó thì mình biết rằng là mình sẽ không bao giờ buông nó, thì cái này cuối cùng muốn hút là cái điều mà mình tìm thấy trong cái thị trường này. Em hy vọng muốn hút Thảo Tâm sẽ vụt sáng. Mình đã rất là khó khăn trong việc tìm ra được cái bạn này hợp vai, thì qua quá trình làm việc với cái sự là hợp tác và tập trung cao độ thì Thảo Tâm đã gần như đã đẩy cái vai của mình ở trong Muốn Vuốt nó lên một cái vị trí mà chúng tôi rất là bất ngờ. Thảo Tâm đã cùng với lại team đưa nhân vật đi đến những cái bước rất là xa, những bước rất là xa, để rồi chúng tôi sẽ phải quay lại tìm ở những cái bến bình yên hơn. Thì cái sự sẵn sàng và chân thành đó của Thảo Tâm cũng giống như là tài năng đã làm chúng tôi đi một cái hành trình rất là dài, và mình nghĩ rằng là sau hành trình này Thảo Tâm sẽ rất là trưởng thành. Còn Dr. Nguyễn trở lại thì này sao? Cũng là một cái dấu ấn của bạn này sau một khoảng thời gian dài mới quay lại. Dr. Nguyễn đã để lại một cái ấn tượng quá sâu sắc, gần như là một chàng thơ mới xuất hiện. Và những gì Dr. đã thể hiện trong Muốn Vuốt nó có thể nói là rất là gần trái tim của mình. Dr. đại diện cho một người bạn mà mình cho rằng là quý nhất, một người bạn thân và quý nhất của mình, với những cái tư tưởng và những cái hành vi mà mình nghĩ rằng là rất khó bất kỳ diễn viên nào có thể nắm bắt được, và Rocker đã làm rất tốt cái công việc đó. Mình không hề thấy Rocker bước vào trong bóng vuốt, mà mình thấy rõ ràng Rocker đã bước vào chính cái nhân vật đó, cái nhân vật mà mình đã đặt lên vai Rocker một cái áp lực rằng là em phải đọc rất là nhiều sách, em đọc sách tinh quá, em phải đọc sách nhiều lên, em phải nói những cái câu mà sến sổng đầy niềm tự tin và tự hào và ngạo nghễ. Và Rocker nói no, đây không phải là em, em là diễn viên, em phải làm được cái điều đó. Và Rocker đã chuyển hóa được điều đó. Và tới những cái ngày quay cuối cùng, chúng tôi cùng, tôi với Rocker là cùng trưởng thành với nhau bằng cái nhân vật của mình.
và cuối cùng Rocker đã nắm chắc cái nhân vật đó hơn cả đạo diễn. Rocker đã khẳng khái thay đổi cái scene quan trọng nhất của mình, thay đổi cái cách kết thúc nhân vật của mình, và chính cái sự thay đổi đó mình đã quá bất ngờ và quá hạnh phúc khi thấy. Mình không có một cái áp lực nào với lại Tuấn Trần đã từng làm việc hợp tác với lại Trấn Thành hay sao. Và mình đã có thời gian làm việc rất là ăn ý với lại Trấn Thành, và mình tin rằng là cái sự ăn ý đó nó vẫn sẽ tiếp diễn trong tương lai, nó không hề ảnh hưởng bất kỳ sự ăn ý nào giữa Sơn và Tuấn Trần cả. Và Sơn tin rằng là nếu như mà một ngày nào đó bộ ba đó mà có thể tái hợp thì Sơn nghĩ là sẽ có một cơn địa chấn tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên để trở lại vấn đề là có bị ảnh hưởng hay không từ năng lượng của Trấn Thành ở Tuấn Trần qua bộ phim Bóng Vuốt thì không, Sơn không thấy được đâu. Bởi vì chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau từ những cái thứ rất là nhỏ để mà có thể tìm ra được cái địa chỉ và trái tim đập của cái nhân vật Thắng ở trong phim, nó đến từ đâu, đến từ những cái nỗi đau nào, từ những cái mâu thuẫn phải cân được giữa hiếu với chuyện tình, những thứ mà các bạn sẽ không thấy trên phim, những thứ mà chúng tôi không cho phép nhân vật nói về cái backstory của mình. Tôi chỉ có thể nói rằng là em phải nắm rõ cái nhân vật của em tới mức mà sự xuất hiện của em không thôi nó đã là một cái history rồi. Thì chính cái điều đó Tuấn Trần đã phải mentor acting từ beatbox, từ how to be a loser producer. Thì chúng tôi phải nói chuyện hàng trăm giờ đồng hồ với nhau, thì trong những cái hàng trăm giờ đồng hồ đó Sơn không có cảm nhận được năng lượng Trấn Thành ở bên cạnh Tuấn Trần, mặc dù Sơn làm việc cả hai người. Thì chỉ có một nhân vật đứng giữa Sơn với Tuấn Trần, đó là Thắng mà thôi. Cũng chỉ có một nhân vật đứng giữa Sơn với lại Thảo Tâm, đó là Phương Minh. Thì chúng tôi hai người tạo ra một cái nhân vật, thì cái mối liên hệ đó nó chỉ xoay quanh như vậy thôi. Trừ khi nếu mà Trấn Thành bước vào một nhân vật khác thì đó là một câu chuyện. Anh không sợ người ta nghĩ rằng là công tác đạo diễn của mình thua kém bất kỳ một công tác đạo diễn nào khác. Bởi vì nếu như chuyện đó xảy ra thì mình phải chấp nhận nó thôi. Bởi vì mình đã không làm công tác đạo diễn của mình tốt bằng người khác. Công tác đạo diễn nó không nằm ở trình độ mà nó nằm ở quá trình. Trong cái quá trình mình tiếp cận với lại diễn viên nó bao lâu và sâu thế nào thì mình sẽ lấy được cái bản lĩnh của diễn viên đó. Nếu như khán giả thấy được điều đó thì mình phải chấp nhận điều đó thôi để mình khắc phục lần sau.